Xin chào tất cả các bạn. Chúng ta bắt đầu chương trình giáo lý hôn nhân. Trước khi vào bài học, chúng ta dành giây lát xin ơn Chúa Thánh Thần. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Lạy Chúa, xin Chúa chúc lành cho những người đang tìm đến với đời sống hôn nhân, những người đang sống ơn gọi hôn nhân gia đình, và những người đang gặp khó khăn trong đời sống phu phụ. Chúa là tình yêu, xin Chúa tăng cường, gìn giữ và chúc lành cho tình yêu của những người đang tiến đến đời sống hôn nhân. Cách riêng thì Chúa chúc lành cho những ai đang tham dự khóa học này. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Tôi xin phép được thưa chung, thưa tất cả các bạn. Có thể trong lớp có người cao niên, có các bạn trẻ. Thưa chung như vậy. Đây là khóa giáo lý hôn nhân, ta tạm gọi là giáo lý hôn nhân online. Chúng ta biết bối cảnh xã hội bây giờ, để các bạn sắp xếp được thời gian tham dự một khóa học tại lớp thì đòi hỏi nhiều sự cố gắng, thời gian cũng như là sắp xếp công việc, tạo cho các bạn một cái cơ hội tốt nhất để các bạn có thể học hỏi giáo lý, chuẩn bị cho đời sống hôn nhân của mình. Trước hết thì các bạn biết học giáo lý thì học chẳng bao giờ cùng. Hiểu biết của chúng ta về những lĩnh vực tự nhiên đã là giới hạn. Hiểu biết về Thiên Chúa, về đời sống đạo, chúng ta càng giới hạn hơn nữa. Thế nhưng mà nói thế không có nghĩa là chúng ta cứ kéo mãi khóa giáo lý. Cho nên xin phép được thu gọn, giới hạn cái chương trình giáo lý hôn nhân của chúng ta trong 20 bài. Và mỗi bài hơn kém 30 phút, thế thôi. Điều quan trọng là chúng ta chủ tâm học hỏi và không chỉ là một mớ kiến thức. Những cái kiến thức, những hiểu biết đó chúng ta chuẩn bị cho đời sống hôn nhân của mình. Bài học đầu tiên hôm nay đó là bài chúng ta tìm hiểu về ơn gọi hôn nhân trong chương trình của Thiên Chúa. Trước khi đi vào chi tiết, tôi cũng xin được nói về tài liệu. Tôi dựa trên cái tài liệu chính về bí tích hôn nhân của Ủy ban Giáo lý Đức Tin trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam. Tài liệu giáo lý hôn nhân và gia đình. Đấy là cái tài liệu chính, như là một cái sườn để chúng ta dựa vào đó triển khai các cái đề tài về giáo lý. Khi nói đến ơn gọi hôn nhân gia đình trong chương trình của Thiên Chúa, câu hỏi căn bản, câu hỏi trước hết, hôn nhân là gì? Hỏi như vậy có thể các bạn cho rằng thừa, bởi vì các bạn đang chuẩn bị tiến đến đời sống hôn nhân, có khi cũng đã đặt nhà hàng rồi, may áo cưới rồi, chụp ảnh cưới rồi. Thế giờ hỏi hôn nhân là gì? Thực ra nó không thừa. Chúng ta biết hôn nhân chính là một giao ước được ký kết giữa một người nam và một người nữ với tất cả ý thức, tự do và trách nhiệm để yêu thương, để nâng đỡ nhau trong đời sống vợ chồng, để sinh sản, giáo dục con cái và chu toàn phận vụ làm cha làm mẹ. Hôn nhân là một giao ước giữa người nam và người nữ. Tôi nhắc lại điều này. Một giao ước giữa người nam và người nữ. Từ cái quan điểm căn bản của giáo lý của Thánh Công Giáo, giáo lý dạy chúng ta hôn nhân của một người nam và một người nữ, thì như vậy chúng ta loại trừ ở đây những cái quan niệm, những cái tranh luận, những cái lập trường. Khi nói đến hôn nhân là một sự kết hợp giữa hai người, nói như vậy thì chung chung. Bởi vì giữa hai người có thể là hai người nam với nhau, hai người nữ với nhau. Nhất là ngày hôm nay,
những cái phong trào LGBT hay là LGBTQ+ mở ra cho những cuộc hôn nhân đồng giới. Chúng ta không đi vào cuộc tranh luận này. Nhưng tôi muốn gói gọn lại, nhấn mạnh lại cái khái niệm hôn nhân trong cái nhìn của đức tin Kitô giáo. Hôn nhân là một giao ước giữa người nam và người nữ. Chúng ta đừng quên rằng giao ước ấy không phải là một sáng kiến của con người, không phải là một định chế hoàn toàn nhân loại. Bởi lẽ, nguồn gốc của hôn nhân xuất phát từ Thiên Chúa. Quả vậy, chúng ta trở về với bản văn đầu tiên của Thánh Kinh, quyển sách đầu tiên của Thánh Kinh, sách Sáng Thế. Thiên Chúa mặc khải chúng ta biết cái kế hoạch yêu thương của người. Ngay từ thuở tạo thiên lập địa, Thiên Chúa tạo dựng con người. Ngài dựng nên con người, có nam, có nữ. Thiên Chúa không dựng một mình Adam. Thiên Chúa cũng không tạo dựng một mình Eva. Nhưng là một cộng đồng, ngôi vị, một gia đình nhân loại đầu tiên, nam và nữ. Để rồi từ gia đình ấy, từ định chế hôn nhân ấy, một nhân loại sinh sôi nảy nở. Và Thiên Chúa chúc lành cho đời sống phu phụ của con người. Như vậy chúng ta phải thấy cái nền tảng căn bản của hôn nhân xuất phát từ Thiên Chúa, chứ không phải là chỉ mà văn hóa, không chỉ là một quy định nhân loại, một định chế của nhân loại. Chẳng thế mà Sáng Thế Ký khi nói về cuộc tạo dựng con người và sự kết hợp của Adam Eva thì đã cho chúng ta một cái khẳng định rất là căn bản. Người đàn ông từ bỏ cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, cả hai trở thành một xương một thịt. Một cái sự gắn kết chặt chẽ trong kế hoạch cứu độ, kế hoạch yêu thương của Thiên Chúa ngay từ thuở ban đầu của tạo thiên lập địa. Thiên Chúa muốn thế. Và Thiên Chúa chúc lành cho thụ tạo của Ngài. Thiên Chúa chúc lành cho gia đình nhân loại. Cụ thể, nơi Adam, Eva khởi đầu cho một gia đình. Để rồi từ đó, đời hôn nhân phát triển trải dài trong dòng lịch sử. Đến độ người ta có thể nói, thế gian có khi có ngày không có nắng, nhưng không có ngày nào vắng bóng hôn nhân. Và khi ta nhìn vào trong một gia đình, nhìn vào trong đời sống hôn nhân, có bao giờ ta tự hỏi, đâu là yếu tố cốt lõi, yếu tố quan trọng, yếu tố nền tảng của đời sống hôn nhân hay không? Nếu đặt câu hỏi và mỗi người chúng ta trả lời, có thể có những quan điểm khác nhau. Thế nhưng mà có lẽ chúng ta không khó lắm để cùng nhau đón nhận hay đồng thuận một cái khẳng định này. Điều quan trọng nhất trong đời hôn nhân đó là tình yêu. Diễn tả một cách thi vị, một mái nhà tranh hay trái tim vàng. Dĩ nhiên ngày nay người ta bảo ở mãi cái mái nhà tranh mà không có công ăn việc làm thì ở đó mà yêu. Nhưng mà chúng ta hiểu cái cách diễn tả thi vị đó cho thấy cái vị trí ưu tuyển nổi bật của tình yêu. Trong các định nghĩa về Thiên Chúa thì Thánh Gioan có một định nghĩa rất dễ thương, rất gần gũi, rất sống động. Thiên Chúa là tình yêu. Và chúng ta đừng quên, Thiên Chúa tạo dựng nhân loại này, Thiên Chúa làm nên người nam và người nữ
vì yêu thương và để Ngài chia sẻ, Ngài lan tỏa tình yêu của Ngài cho các loài thụ tạo, cách đặc biệt cho con người. Và Thiên Chúa cũng muốn chính thụ tạo của Ngài phản ánh cái tình yêu đó. Do vậy, một trong những nét rất là tuyệt vời đó chính là đời hôn nhân diễn tả tình yêu của Thiên Chúa dành cho nhân loại. Và trong thời Tân Ước thì hôn nhân là hình ảnh sống động diễn tả tình yêu của Chúa Kitô dành cho Hội Thánh. Vì yêu thương, vì sự rung cảm không chỉ của trái tim, nhưng toàn thể con người, đôi nam nữ hướng về nhau, xe duyên, kết tóc, nên vợ, nên chồng, sống một đời thủy chung, mở lòng, cộng tác với Thiên Chúa trong công cuộc tạo sinh, để sự sống được ban tặng. Tình yêu là sợi chỉ cột chặt, liên kết và ràng buộc hai người để họ có thể ăn đời ở kiếp với nhau, dâng hiến chính cuộc sống cho nhau, trở nên một xương một thịt của nhau để xây dựng một cộng đồng ngôi vị, xây dựng một gia đình hạnh phúc, xây dựng một hội thánh tại gia. Thiếu đi yếu tố hôn nhân, hôn nhân chỉ còn là một hợp đồng sống chung, khiên cưỡng, nặng nề, ngột ngạt. Cho nên khi bước vào đời hôn nhân, các bạn trẻ luôn luôn được mời gọi có thời gian để thẩm định tiếng nói trái tim của mình, để cảm nhận tình yêu của mình dành cho người bạn và người bạn dành cho mình. Một ký kết hời hợt, một ký kết nóng vội, một tình yêu theo kiểu say nắng, cái nguy cơ rình rập phá vỡ hạnh phúc bền vững. Một khi chúng ta cảm nhận tình yêu quan trọng thế đó trong đời hôn nhân, thì chúng ta cũng nhận ra rằng cuộc hôn nhân ấy không phải chỉ là trào lưu, không phải chỉ là vội vã, cũng không phải chỉ là một cuộc dạo chơi. Đời hôn nhân có một mục đích rất rõ ràng. Nếu hỏi các bạn, mục đích hôn nhân là gì? Tôi tin không ai trong các bạn không hiểu và không trả lời được. Bởi lẽ từ bản chất, hôn nhân hướng đến hai mục đích căn cốt này. Trước hết, đó là lợi ích của chính đôi vợ chồng, để yêu thương, để tương trợ, để nâng đỡ, để dìu dắt, để giúp nhau đi một hành trình để đạt đến sự thành toàn, đạt đến hạnh phúc vương quốc. Sự hỗ trợ cho nhau, nửa này hỗ trợ nửa kia. Và dĩ nhiên, một đặc tính khác, tôi không gọi đặc tính thứ hai, tôi không nói mục đích thứ hai. Bởi vì nếu xếp thứ nhất, thứ hai thì có khi mang tính cách mục đích này hơn mục đích kia. Tôi muốn nói một mục đích khác. Tự bản chất thì hôn nhân mở ngỏ cho sự sống. Hôn nhân hướng đến việc sinh sản, giáo dục con cái. Giống như ta gieo trồng trong mảnh đất những hạt giống quý, ta mong hạt giống đó nảy mầm thành cây, sinh hoa kết quả. Hoa trái của một đời sống phu phụ, kết quả của đời sống yêu thương, mở ra những mầm sống mới. Con cái là quà tặng Chúa bạn. Như vậy, sự hỗ trợ nâng đỡ nhau và mở ra cho sự sống là mục đích thiết thân của đời đôi bạn.
sống đời đôi bạn mà không hỗ trợ được nhau. Sống đời đôi bạn mà nói như ngôn ngữ của Saint-Exupéry, không thể cùng nhau nhìn về một hướng, nhìn về một tương lai vun đắp cho gia đình, nhìn về một tương lai xa, hạnh phúc viên mãn của vương quốc. Nếu không có được cái nhìn chung ấy, không có được sự hỗ trợ đắc lực ấy, không có được sự đồng hành ấy, thì đời hôn nhân có khi trở nên gánh nặng, có khi trở nên cản trở. Người ta nói, muốn đi nhanh thì bạn đi một mình. Nhưng nếu muốn đi xa, thì hãy có một người là bạn. Chẳng thế mà người vợ, người chồng được gọi là bạn đời. Không phải là bạn sau giờ cà phê, không phải chỉ là bạn trên bàn nhậu, mà là bạn đời. Một người bạn đồng hành với bản thân mình cả một đời sống và cùng nhau tiến đến xây đắp quê hương vĩnh cửu. Hôn nhân cao quý thế đó, mục đích tốt đẹp thế đó. Và đôi bạn không chỉ dìu nhau, chàng và nàng, mà còn cả lũ cháu đàn con, như một hậu duệ hoa trái của đức hạnh, của quà tặng ân phúc Chúa trao cho những người kính sợ Chúa. Thưa các bạn, đời hôn nhân hạnh phúc biết bao, lý tưởng biết bao, tốt đẹp biết bao. Ngay từ thuở ban đầu trong công trình của Chúa, Thiên Chúa đã chúc lành để cho con người sinh sôi nảy nở. Và người ta có thể nói đụng chạm được hạnh phúc ấy trong từng hơi thở, trong từng khoảnh khắc của cuộc sống gia đình. Thế nhưng, chúng ta cũng phải chân nhận điều này. Chưa bao giờ mà hạnh phúc của con người nói chung, hạnh phúc của đời đôi bạn nói riêng, lại mong manh đến như thế. Chúng ta ngậm ngùi trước bao nhiêu cảnh của những cặp vợ chồng ly tán, của những đứa con vô tội lãnh lấy hậu quả. Chúng ta vun đắp cho hạnh phúc gia đình. Hạnh phúc không hái được ở vườn người, nhưng là chính trong vườn nhà ta. Hạnh phúc ấy như là những trái kết tinh từ những sự hy sinh mỗi ngày, từ những sự trao ban quảng đại. Và dĩ nhiên trong cái nhìn đức tin, ta đừng quên ân sủng của Chúa đổ tràn trên con cái của Ngài, đổ tràn trên những người sống đời đôi bạn, để họ được ơn yêu thương, trung tín trong đời phu phụ, gắn kết, vun đắp, xây dựng hạnh phúc gia đình của mình. Các bạn thân mến, bài đầu tiên, chúng ta dành một khoảng lặng để hiểu về ơn gọi gia đình giữa lòng thế giới này. Đấy là một ơn gọi cao quý, một ơn gọi tốt đẹp, một ơn gọi thánh thiện. Giáo hội trân quý ơn gọi đó, bởi nó nằm ngay trong công trình và là đỉnh cao cuộc tạo dựng của Thiên Chúa ngay từ thuở tạo thiên lập địa. Một vài nét căn bản chúng ta cần nhắc lại với nhau ở đây như một sự ghi nhận. Trước hết, hôn nhân là cao quý, hôn nhân là thánh thiện. Và nếu phải hỏi hôn nhân là gì,
cho dù chúng ta bị những áp lực của những trào lưu, của những tư tưởng, của những lập trường khác biệt, thì đừng quên lời giáo huấn của Hội Thánh. Hôn nhân là một giao ước được ký kết giữa một người nam và một người nữ, với tất cả đầy đủ sự tự do ưng thuận, ý thức trách nhiệm để trở thành vợ, thành chồng, để đảm nhận vai trò làm cha, làm mẹ. Và nếu phải hỏi ai lập nên hôn nhân, thì chúng ta không quan niệm hôn nhân chỉ đơn thuần là một định chế nhân loại, là một quy ước được cộng đồng nhân loại chấp nhận. Không, hôn nhân bắt nguồn từ Thiên Chúa. Ngay trong công trình sáng tạo của người, từ thuở ban đầu, Chúa tạo dựng người nam và người nữ, và họ được mời gọi kết hợp sống yêu thương. Chính tình yêu của đôi nam nữ diễn tả tình yêu của Thiên Chúa dành cho nhân loại này. Tình yêu ấy, cuộc hôn nhân ấy, cái gì là căn bản? Các bạn còn nhớ chúng ta vừa chia sẻ với nhau điều gì không? Tình yêu. Tình yêu là điều căn bản. Tình yêu nối kết, ràng buộc và là sợi chỉ đỏ xuyên suốt cuộc đời đôi bạn. Tình yêu ấy làm cho các bạn được thăng tiến. Tình yêu ấy làm cho các bạn được hạnh phúc. Tình yêu ấy mở ra cho sự sống mới. Và đó cũng là mục đích của hôn nhân. Hôn nhân có hai mục đích này. Trước hết, để đôi bạn hỗ trợ cho nhau, đồng hành với nhau trong cuộc lữ thứ này, cùng vun đắp hạnh phúc, cùng tiến đến một đời sống viên mãn. Và mục đích kế đó là gì nếu không phải là mở ra cho sự sống, đón nhận những sự sống mới Chúa trao ban như hoa trái của tình yêu phu phụ. Sinh sản, giáo dục con cái là một mục đích gắn liền với bản chất của hôn nhân. Và đó cũng như là công việc của con người được mời gọi hết sức cao quý, cộng tác vào công trình tạo dựng của Thiên Chúa. Các bạn thân mến, các bạn đang chuẩn bị bước vào đời hôn nhân. Các bạn hãy ý thức đời hôn nhân cao quý, đời hôn nhân rất đẹp, đời hôn nhân cần phải được vun trồng, cần phải được bảo vệ, cần phải được đắp xây. Cái gì càng quý thì càng có nguy cơ bị đánh mất. Chúng ta phải nỗ lực gìn giữ, bảo vệ. Và chúng ta cũng góp phần tôn lên vẻ đẹp của hôn nhân nơi cộng đồng nhân loại này, để cho mọi người thấy đó chính là một nẻo đường tốt đẹp Chúa mời gọi phần đông nhân loại chúng ta tiến bước và làm chứng cho Chúa trong bậc sống của mình. Chúc các bạn bước vào đời hôn nhân với tất cả niềm vui, sự hiểu biết và với ân sủng trợ giúp, để các bạn tìm được sự hạnh phúc đích thật trong ơn gọi mà Chúa mời gọi các bạn. Giờ đây, tôi mời gọi các bạn dành một giây lát, chúng ta cùng cầu nguyện để kết thúc giờ học đầu tiên này. Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì Chúa đã tạo dựng nên chúng con là nam, là nữ. Chúa cho chúng con được làm con cái của Chúa. Chúa mời gọi các bạn trẻ chúng con đây tiến đến đời sống hôn nhân. Chúng con biết đời sống đó cao quý, đời sống đó tốt đẹp
đời sống đó thánh thiện, nhưng cũng đầy trông chênh, đầy thử thách, đầy khó khăn. Xin Chúa trợ giúp cho các bạn trẻ, giúp cho các bạn cảm nhận thực sự tình yêu mà các bạn sẽ trao hiến cho nhau, và các bạn vun đắp một gia đình hạnh phúc, xây dựng một hội thánh tại gia bền chặt. Và xin cho đời sống của các bạn trở nên dấu chỉ sống động tình yêu của Chúa dành cho nhân loại chúng con và tình yêu của Chúa Kitô dành cho hội thánh của Người. Amen. Nhân danh Cha và Con Thánh Thần. Amen. Xin gặp các bạn ở bài học sau.